Chào mừng các em đến với tiết mỹ thuật của khối 6. Hôm nay chúng ta lại quay lại với tiết thực hành của bài tranh in hoa lá. Đây là thầy giới thiệu cho các em một số những cái mẫu tranh đã được thực hiện bởi cái phần in. Chúng ta có thể tạo ra rất là nhiều những bức tranh rất là đẹp từ các chất liệu để chúng ta có thể dùng để in. Thầy cho các em xem một số những cái công đoạn để chúng ta có thể in những cái phần mẫu rập. Chúng ta có thể lấy lá thật ngoài thiên nhiên hoặc là lá bằng các chất liệu vải ni lông để chúng ta có thể quét màu và chúng ta in lên cái tấm tranh của chúng ta. Và đây các em, một số bài tranh hoa lá đã được thực hiện xong, mời các em tham khảo. Chúng ta luyện tập sáng tạo, chúng ta tạo bức tranh in hoa lá, chọn khuôn in bằng vật có sẵn là hoa lá trong tự nhiên hoặc tự tạo. Là chúng ta có thể là cắt mẫu vải tạo thành hình một chiếc lá hoặc cánh hoa, và chúng ta thực hiện cái tranh in hoa lá theo cái sở thích của mình. Thiệu một số những khuôn in tự nhiên đây chúng ta tham khảo. Đây là một số những ý khuôn in mà chúng ta có thể tự làm. Đây là thầy giới thiệu một số những sản phẩm tranh in từ khuôn in tự nhiên và khuôn in tự tạo hình hoa lá các em. Em xem lại một lần nữa những cái sản phẩm tranh in từ khuôn hoa lá chúng ta tham khảo. Cái kỹ thuật và hình in chúng ta có thể ứng dụng trên nhiều loại sản phẩm phục vụ đời sống, như là chúng ta có vải in, chúng ta có thể in trên giấy gói hàng, giấy dán tường, áo váy, mũ, ba lô, giày, vân vân. Và các em có thể tham khảo một số hình ảnh dưới đây, rất là đẹp ha. Và cuối cùng thầy mời các em xem một cái video clip thầy dùng một cái kỹ thuật khác để chúng ta có thể tạo ra được một sản phẩm tranh in hoa lá. Mời các em xem. Các em thân mến, thì hôm nay ở cái bài thực hành vẽ tranh in hoa lá thì thầy sẽ lại hướng dẫn các em là chúng ta sẽ có một cái cách làm khác hơn một chút so với cái bài học mà thầy đã giảng ở kỳ trước,
là kỳ này là chúng ta sẽ cũng sẽ có lá và cánh hoa và để chúng ta làm một cái bài tranh ninh hoa lá. Nhưng mà ở đây thì thầy cái kỹ thuật là chúng ta chỉ cần dùng bút chì màu hoặc là bút chì sáp, và cái cách làm thì chúng ta chỉ cần là chúng ta đồ lại cái chu vi của lá và hoa, và chúng ta sẽ sắp xếp làm sao để trở thành một cái bài tranh hoa lá đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào, thầy bắt đầu hướng dẫn nhé. Đầu tiên chúng ta có phần lá. Chúng ta đồ cái phần chu vi. Để tạo khuôn cho cái lá của mình. Ở bài học này thì tạo và khi chúng ta tạo thì chúng ta sẽ ước tính trong đầu là chúng ta sẽ sắp xếp cái bố cục sao cho nó đẹp. Các em thấy rõ ràng là chúng ta đã có được một một nhánh lá ha. Rồi nhánh lá ở trên. Ta đồ về phần chu vi xung quanh. Chúng ta đã có được cái dáng cái thế của lá, và bây giờ chúng ta sẽ tạo hoa. Thì chúng ta sẽ tạo hoa, và đây là một cái cánh hoa, cánh hoa các em thấy đây là một cánh hoa thực dược nha các em. Chúng ta sẽ đặt vào, chúng ta sẽ đặt cái cánh hoa này vào. Cứ như vậy là chúng ta sẽ có được rất là nhiều. Chúng ta sẽ tùy nghi về để chúng ta xếp theo đội hình. Cứ như vậy là chúng ta tiếp tục, và chúng ta sẽ có được rất là nhanh và nhiều những cái tạo thế của cái cánh hoa các em. Và chúng ta chú ý là khi càng lên trên cao thì chúng ta lại rút ngắn cái đoạn của cái cánh để chúng ta tạo thành cái hoa trên nó nhỏ hơn để tạo dáng cái thế hoa cho nó đẹp.
Rồi sau khi chúng ta đã có được một cái hình thành rồi thì bước thứ hai là chúng ta sẽ chỉnh nét nha các em. Đây chúng ta chỉnh nét cho nó sắc sảo. Chúng ta có cái đóa cúc thực dược. Rồi sau khi xong cái phần xử lý nét hình ảnh thì chúng ta bắt tay vào cái giai đoạn là chúng ta sẽ tô màu, và chúng ta cũng sẽ lấy một cái gì đây. Và đầu tiên là thầy sẽ tô mảng lá. Chúng ta khi tô thì chúng ta không gọi chúng ta tô đậm, mà chúng ta chủ yếu là chúng ta tô khu vực cho nó đều. Sau khi tô cái mảng lá xong, bây giờ chúng ta bắt tay vào chúng ta tô cái mảng lá thực dược. Thì ở những cái đầu của từng cánh lá chúng ta cho tô màu gam nhẹ nhàng thôi. Okay.
để em thấy ha. Chúng ta sẽ làm nhẹ nhàng. Và chúng ta lại tiếp tục dùng cái màu cam để chúng ta tô lấn vào ở phần bên trong. Sau khi xong được cái phần này thì chúng ta bắt đầu chúng ta tiến hành chúng ta đánh đậm. Ở đầu lá này rồi chúng ta lại tiếp tục sử dụng màu nó tươi rực hơn để chúng ta làm cái nhụy đài ở phía trong. Trung tâm để chúng ta nhấn cho tôi nhuận ha, rực rỡ ha.
sau khi xong cái phần hoa thì chúng ta sẽ gác lại và chúng ta tiếp tục nhấn nhá ở phần của phần lá các em. Sử dụng cái hải màu tươi hơn để chúng ta đánh. Cứ lần lượt như vậy các em, chúng ta sẽ đánh chuyển sao cho cái lá nó mượt êm. Thầy chỉ các em làm thêm những cái chấm giọt nước là làm cho cái phần lá của chúng ta thêm sinh động ha các em. Đây các em đang theo dõi. Cái này cũng thế. Bây giờ thầy lại chuyển sang màu này. À,
các chúng ta muốn đẹp nữa thì chúng ta cũng có thể là tô thêm bóng ở phía sau của cái nền hoa lá, tùy thích thì làm cho chúng ta thấy là cái bài này chúng ta cũng thể dễ dàng chúng ta làm được theo cái phương pháp hướng dẫn của thầy. Các em thấy như thế nào? Thầy chúc các em làm tốt bài học của mình và hướng dẫn của thầy. Ở đây là chấm dứt rồi. Thầy thân ái chào các em nhé. Và cuối cùng bài học của chúng ta đến đây đã là kết thúc rồi. Vậy thì chúng ta sẽ ôn lại cho thầy lý thuyết bài học về thiệp chúc mừng. Tuần sau chúng ta sẽ bước vào tiết thực hành của bài thiệp chúc mừng các em. Vậy thì các em chuẩn bị những cái dụng cụ liên quan đến cái nội dung bài học, bút chì, màu, giấy vẽ, bìa keo, hồ dán vân vân, rồi những sản phẩm mỹ thuật của cái bài học trước, giấy khổ A3, A4, giấy trắng hoặc giấy màu, màu vẽ, màu nước, wash, acrylic. Thân ái chào các em.